Về sinh lý bệnh ha, các em sẽ xảy ra bốn cái sinh lý bệnh khi có hiện tượng thiếu oxy ha. Sinh lý bệnh đầu tiên đó là khi nằm trong cái môi trường, em bé nằm trong môi trường thiếu oxy cũng giống như người lớn chúng ta ha. Khi gặp phải cái môi trường thiếu oxy thì cái biểu hiện đầu tiên của cơ thể người của mình đó là sự thích nghi với tình trạng thiếu oxy. À, sự thích nghi nó sẽ diễn tả bằng cái triệu chứng gì? Thì cái sinh lý bệnh đó là co mạch ngoại vi và trung tâm hóa tuần hoàn. Co mạch ngoại vi và trung tâm hóa tuần hoàn tức là sao? Co mạch ngoại vi tức là máu sẽ dồn từ những cái cơ quan không quan trọng trở về những cái cơ quan trọng yếu của cơ thể để duy trì sự sống của cơ thể đó. Thì ba cái cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể của mình như chị đã nhắc ha, thứ nhất là tim nè, thứ hai là não, và thứ ba đó là tuyến thượng thận. À, thì khi có tình trạng thiếu oxy thì tất cả những cái máu mà còn oxy còn lại nó sẽ tập trung về những cái cơ quan quan trọng đó. Tại sao? Tại hôm qua thì khi chị hỏi thì các bạn trả lời với chị là não, tim và thận, đa số các bạn là thận nhiều hơn, nhưng mà thận thì nó không chưa xếp vào cái cơ quan trọng yếu ha, mà là tuyến thượng thận. Tại vì tuyến thượng thận nó sẽ tiết ra cái hormone đó là adrenaline sẽ giúp cái duy trì nhịp tim, thì nó được xếp một chức năng cao hơn ha. Rồi ba chức năng, ba cơ quan trọng yếu của cơ thể. Rồi cái thứ hai, sinh lý bệnh thứ hai đó là thay đổi về nhịp tim thai. Thì khi có hiện tượng thiếu oxy thì trung tâm hóa tuần hoàn tức là nó sẽ dồn máu về tim, thì tim lúc này nó sẽ làm như thế nào? Cái hàm lượng oxy trong máu lúc này nó đã giảm, thì mỗi cái nhát bớt thì nó sẽ cung cấp một lượng oxy thiếu, thiếu một lượng oxy ha. Do đó thì để cung cấp được nhiều oxy đến các tế bào thì tim nó phải hoạt động nhanh hơn, tức là nó phải tăng về tần số ha. Do đó thì tần số tim nó sẽ thay đổi, do đó nhịp tim nó sẽ bắt đầu nhanh hơn. Biểu hiện đầu tiên sẽ là tăng nhịp tim để nhằm cung cấp được cái lượng oxy cần thiết. Ban đầu thì nhịp tim sẽ nhanh, tuy nhiên một thời gian sau nếu cái tình trạng thiếu oxy vẫn không được giải quyết thì lúc này cơ tim nó lại bắt đầu thiếu oxy, thì cơ tim nó sẽ không hoạt động được nữa, thì lúc đó tim nó sẽ bắt đầu giảm dần. Do đó giai đoạn còn tăng nhịp tim tức là giai đoạn còn bù trừ ha, vẫn còn khả năng có thể bù trừ được thì nhịp tim sẽ nhanh. Khi chuyển sang giai đoạn nhịp tim chậm tức là đã sang giai đoạn bất bù ha, và diễn tiến của nó sẽ tử vong ở cái giai đoạn này nếu không được xử trí. Rồi cái thay đổi thứ ba là thay đổi về sinh hóa. Thì khi có hiện tượng thiếu oxy á thì sẽ tăng ứ đọng CO2 tại phổi, tức là nó không trao đổi được ở phổi. Tăng nồng độ CO2 tại phổi nó sẽ gây hiện tượng là toan hô hấp. Toan hô hấp một thời gian oxy đến tế bào không đầy đủ thì tế bào sẽ không thể hoạt động được theo cái con đường bình thường, mà nó phải hoạt động, nó tạo năng lượng để hoạt động theo con đường chuyển hóa hiếm khí. Mà theo con đường chuyển hóa hiếm khí thì sẽ tạo ra rất là nhiều cái hoạt chất trung gian, hóa chất trung gian, trong đó có những cái gọi là rất nhiều axit, axit đặc biệt là axit lactic. Axit lactic tạo ngày càng nhiều thì nó sẽ vào trong máu ha. Axit lactic vào trong máu nó sẽ làm thay đổi độ pH của máu. Thì biết rồi, axit nó sẽ làm cho độ pH tăng hay giảm. Tăng hay giảm đi em? Lâu lâu phải hỏi đi để em biết mình đang nói với ai nè. Các bạn nào mà không biết trả lời. Dạ giảm. Khi có càng nhiều cái chất axit thì độ pH của máu sẽ giảm. Nếu pH máu giảm
xuống 7.2 thì thai nhi sẽ bị chết trong bụng ha. Thì khi có tình trạng đó người ta sẽ gọi là toan chuyển hóa. Rồi sinh lý bệnh thứ tư đó là hiện tượng tiết phân xù hay là đi tiêu, tiết phân xù hay là đi tiêu đó, đi tiêu phân xù ngay trong bụng mẹ. Bình thường á em bé nằm trong bụng sẽ không có đi tiêu nha, các em nhớ cái chuyện này ha. Em bé nằm trong bụng không có đi tiêu, khi nó nằm trong bụng khi bắt đầu ra ngoài nó bắt đầu tiêu cái phân đầu tiên mà nó đi tiêu ra, người ta gọi là phân xù. Thì khi nó nằm trong bụng mà nếu có hiện tượng tiêu phân xù chứng tỏ là nó có thiếu oxy nha. Thiếu oxy sẽ làm cho cơ dòng hậu môn sẽ kích thích, cái nhu động ruột sẽ tăng lên, cơ dòng hậu môn nó sẽ bị giãn ra. Chính cái hiện tượng đó sẽ làm tống những cái phân nằm trong ruột đi ra ngoài, và khi cái phân đó đi ra ngoài nó sẽ hòa lẫn vào nước ối nha. Đó là hiện tượng tiêu phân xù trong nước ối. Khi có tiêu phân xù trong nước ối chứng tỏ là em bé đang có tình trạng suy thai. Thì cái phân xù là nó không có giống như cái phân bình thường mà các em thường hay thấy khi mà em bé nó đi tiêu ha. Cái phân không phải là phân màu vàng mà cái phân xù á nó sẽ có cái màu xanh, và màu xanh đó người ta gọi là xanh bã đậu hay là vỏ đậu nha. Bã đậu xanh á, biết bã đậu xanh không? Bã đậu xanh thì người ta không gọi bã đậu xanh này, người ta nói là màu xanh bã đậu hoặc là màu vỏ đậu, thì đó là màu của phân xù. Rồi do đó tổng cộng lại ha, các em sẽ nhớ bốn cái sinh lý bệnh. Khi mình nhớ bốn sinh lý bệnh này rồi, chút xíu các em sẽ từ cái sinh lý bệnh này mình suy ra cái cách chẩn đoán như thế nào dựa vào cái sinh lý bệnh. Thứ nhất, nhắc lại ha, hiện tượng thích nghi. Thứ hai, thay đổi nhịp tim. Thứ ba, thay đổi về sinh hóa. Và thứ tư là hiện tượng tiết phân xù nha. Rồi, hậu quả của hiện tượng suy thai là gì? Khi thiếu oxy đến các cơ quan, đến cơ quan nào thì nó sẽ gây tổn thương cơ quan đó, đến não tổn thương não, đến gan tổn thương gan, đến thận tổn thương thận, đến ruột thì thiếu máu ở ruột gây viêm ruột hoại tử vân vân, và cuối cùng sẽ dẫn đến tử vong. Rồi sinh lý bệnh này các em nắm được hết không? Bắt đầu thứ hai mình sẽ sang nguyên nhân suy thai ha. Khi chị nói tới đâu các em không hiểu thì các em có thể nói liền ha, chị sẽ nói lại luôn cái phần đó, chứ khi mà qua rồi chị sẽ không gặp lại ha, được hả các em? Ok không? Ba lớp ok không? Rồi em coi với mấy bạn, còn các bạn khác, các bạn nhóm trưởng thì đại diện trả lời cũng được ha, còn các bạn khác thấy có vấn đề gì có thể mở mic lên liền hoặc là đánh đánh tin nhắn vô, rồi bạn lớp trưởng thấy thì có thể báo lại cho chị. Rồi thứ hai là nguyên nhân của suy thai. Thì ở đây các em chỉ học phần suy thai cấp tính, mình sẽ không nói tới suy thai mãn tính ha. Suy thai mãn tính các em sẽ được học sau, mình sẽ học ở đây bài này giới hạn các em chỉ học suy thai cấp tính trong chuyển dạ mà thôi. Thì về nguyên nhân của suy thai thì mình sẽ chia làm bốn nhóm nguyên nhân. Trong bốn nhóm nguyên nhân thì nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân thường gặp nhất, chiếm tỷ lệ cao nhất, đó là nguyên nhân về phía người mẹ. Thì trước khi mình đến tới nguyên nhân á thì các em sẽ nói cho chị biết cái nguồn gốc oxy em bé được lấy từ đâu, thì khi đó những cái nguyên nhân nào mới có khả năng gây suy thai được, thì nó phải bắt nguồn từ cái nguồn gốc sử dụng oxy của em bé nha. Thì bây giờ bạn nào sẽ cho chị biết là cái nguồn gốc oxy chủ yếu của em bé sẽ lấy từ đâu? Rồi bạn nào biết thì mở mic lên trả lời.
Rồi bạn nào không? Không ai hết hả? Có bạn nào trả lời không? Dạ từ máu cũng rốn. Từ máu cuốn rốn. Rồi như vậy thì cái từ máu cuốn rốn thì nó chỉ mới có ngay cái chỗ vị trí rốn thôi ha. Tức là bây giờ từ em bé nè, mình sẽ dài ra coi nó sẽ lấy máu được từ đâu, thì những cái nguyên nhân tại đó nó có thể gây được cái hiện tượng là thiếu máu nuôi được ha. Như vậy thì thứ nhất là máu sẽ từ từ em bé nó sẽ đi ra là từ dây rốn. À, rồi dây rốn nó sẽ đến đâu? Dây rốn sẽ đi đến đâu? Dây rốn nó được cấp máu từ đâu nữa? Ở nhà Rồi, đúng rồi, bánh nhau. Bánh nhau tới đâu nữa? Bánh nhau tới đâu nữa nha em? tới hồ máu. Hồ máu. Rồi từ hồ máu, hồ máu đó là từ đâu, từ máu chỗ nào? Hồ máu chỉ là cái nơi để trao đổi máu thôi ha, trao đổi máu từ bánh nhau và từ người mẹ thôi. Như vậy thì cái hồ máu đó, máu nó được cung cấp, được trao đổi là từ đâu nữa? Từ đâu? Không ai trả lời hả? Ai nào chị ơi? Từ bánh nhau có gai nhau. Đúng rồi, nhưng mà từ đâu nữa? Từ đâu nó mới ra nhau, nó sẽ bám vào đâu nghe em? Nó mới trao đổi được máu. Cái gì? Như vậy gì? Ra nhau bám vô đâu? Nó mới lấy máu được nè. Mình học cái sinh lý rồi, sinh lý giải phẫu khi mang thai rồi. Lấy máu từ đâu? Gai nhau nó phải bám vô đâu? Động mạch chậu. Động mạch chậu thì hơi xa. Cái gai nhau nó bám vô động mạch chậu được sao? Động mạch chậu là cái gốc thôi. Còn cái gai nhau chị đang nói tới cái gai nhau rồi đó. Gai nhau sẽ bám vô đâu? Hả? Bám vô lớp nội mạc tử cung và lớp cơ tử cung và lấy máu từ cái lớp cơ tử cung nha. Lấy máu từ lớp nội mạc và lớp cơ tử cung. Như vậy thì nội mạc và lớp cơ tử cung được cung cấp máu từ từ những cái động mạch của tử cung nha, và động mạch nuôi tử cung chính đó là động mạch tử cung nha. Như vậy cung cấp máu cho cái tử cung chủ yếu đó là động mạch tử cung. Rồi như vậy thì tới động mạch tử cung rồi, thì cái động mạch tử cung là nhánh của động mạch nào? Động mạch chậu trong chưa? Rồi đúng rồi, tử cung lấy máu từ nhánh của động mạch chậu trong hay là gọi là động mạch hạ vị ha, thì mình sẽ biết được đó là cái động mạch chậu. Nó sẽ chia làm hai động mạch ha, động mạch chậu chung á sẽ chia làm động mạch chậu trong và động mạch chậu ngoài. Thì cái đồng nhánh động mạch chậu ngoài đó thì nó sẽ cung cấp máu cho phần dưới của cơ thể chủ yếu là chi ha, còn cái nhánh động mạch chậu trong thì sẽ nuôi những cái thành phần ở trong vùng chậu. Và đặc biệt một cái nhánh để nuôi cái tử cung đó là động mạch tử cung, thì chủ yếu máu nuôi sẽ từ cái động mạch tử cung ha. Rồi vậy thì tiếp theo mình sẽ nói về nguyên nhân nè.
Vậy nhớ nha, nhớ cái đường đi rồi mình sẽ biết được những nguyên nhân có thể gây được suy thai này. Nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân về phía người mẹ, như chị nói rồi ha. Nguyên nhân này là nguyên nhân thường gặp nhất, chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Em sẽ thấy nó sẽ gặp trong thời gian chuyển dạ là nhiều nhất. Nha, suy thai cấp tính gặp trong thời gian chuyển dạ là nhiều nhất. Rồi. Yếu tố về phía người mẹ thì cái yếu tố đầu tiên phải kể đến đó là yếu tố làm giảm tuần hoàn tử cung nhiều. À. Như vậy thì bất kỳ lý do nào làm giảm cái lượng máu từ nhau từ tử cung á sang cái bánh nhau, như mình đã biết cái nguồn gốc máu là từ tử cung đúng không, nguồn gốc nuôi thai là từ cái tử cung, nguồn gốc máu để nuôi thai là từ cái tử cung. Vì vậy những cái nguyên nhân nào làm giảm lượng máu từ tử cung sang bánh nhau thì nó có thể sẽ làm giảm cái nguồn oxy cho em bé và em bé sẽ bị suy thai. Thì nguyên nhân đầu tiên đó là gì? Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là do cơn co tử cung. Tại sao cơn co tử cung mình lại thường thấy và người ta được xếp vào cái nguyên nhân thường gặp nhất là người ta gạch đầu dòng đầu tiên là cơn co tử cung? Tại vì cái cơn co tử cung là người ta gọi là cái gì trong chuyển dạ vậy các em? Mình học bài chuyển dạ rồi nè. Cơn co tử cung gọi là cái gì trong chuyển dạ? Bạn nào biết không, cơn co tử cung Một trong ba yếu tố tiên lượng của chuyển dạ. một trong ba yếu tố gây tiền lượng chuyển dạ? Còn gì nữa không? Nếu nói vậy thì nó vẫn là một trong ba yếu tố rồi. Nó là gì? Cơn co tử cung là động lực chính trong chuyển dạ. Khi có cơn co tử cung thì chuyển dạ mới xảy ra được. Nha. Do đó trong chuyển dạ thường sẽ có cơn co tử cung. Như vậy thì tại sao có những cái cơn co tử cung thì nó trong chuyển dạ chắc chắn phải có cơn co tử cung. Vậy thì cơn co tử cung nếu chuyển dạ nào cũng có cơn co tử cung thì nó cũng có thể gây suy thai đúng không? Đúng không? Nghe em. Ba lớp với 200 mấy chục bạn nữa nè. Khi mà chị hỏi thì phải có bạn trả lời. Em nói hồi chị nói một hồi là chị buồn quá chị nghỉ nha. Không chị ơi. Rồi. Cơn co tử cung ha, nó là động lực chính của chuyển dạ. Tuy nhiên không phải cơn co nào nó cũng gây suy thai hết. Nếu cơn co nào cũng gây suy thai thì lúc nào sanh cũng phải suy thai sao, đúng không? Như vậy cơn co nào sẽ có khả năng gây suy thai thì người ta nhận thấy khi cơn co có cường độ quá mạnh thì sẽ gây suy thai. À, như mình đã nắm cái đường đi của máu rồi đó. Như vậy thì mỗi khi có cơn co tử cung đi qua, tức là khi có chuyển dạ thì cơn co tử cung nó sẽ bắt đầu xuất hiện. Thì khi có cơn co tử cung cường độ quá mạnh trên 50 mm thủy ngân thì khi với cái cường độ này thì nó sẽ làm siết chặt nha. Khi có cơn co cường độ quá mạnh thì nó sẽ làm siết chặt cái lớp cơ tử cung, và khi siết chặt cái lớp cơ tử cung thì nó sẽ giống như những cái mạch máu nó nằm trong lớp cơ tử cung nó sẽ bị siết lại nha. Khi nó bị siết lại thì nó sẽ là giảm sẽ làm giảm lượng máu tạm thời từ tử cung qua bánh nhau, do đó em bé có thể sẽ giảm oxy tạm thời. À. Do đó nếu nó siết mà nó siết quá mạnh và nó siết quá lâu thì cái lượng máu mà nó trao đổi tại hồ huyết á, lượng oxy trao đổi tại hồ huyết của nó hết rồi đó, lượng dự trữ máu của nó đã hết, thì lúc đó nếu nó siết quá lâu quá chặt thì khi nó không buông ra được thì máu không trở về được á, thì lúc đó sẽ có hiện tượng thiếu oxy nha. Tức là máu không qua được hồ huyết nữa, từ bánh nhau không có nữa, từ hồ huyết không có nữa, thì lúc đó em bé sẽ bị thiếu oxy nha, nó sẽ gây ra hiện tượng suy thai. À, chỗ này hiểu không?
chỗ này hiểu không mấy bạn? Dạ hiểu cô. Rồi. Đợi mấy bạn trả lời hiểu là cũng cũng lâu quá nhỉ. Rồi. Bây giờ tới nguyên nhân, các nguyên nhân còn lại thì đa số là những cái nguyên nhân gây làm giảm khối lượng tuần hoàn từ mẹ sang con. Nha. Vậy mình biết rồi ha. Khi có hiện tượng giảm khối lượng tuần hoàn ở người mẹ thì bà mẹ giảm tuần hoàn rồi thì bà mẹ sẽ thiếu oxy. Nha. Thì khi bà mẹ thiếu oxy thì như mình nói rồi, một cái người mà thiếu oxy, một cái cơ quan nó đang thiếu oxy thì những cái phần máu còn lại nó sẽ tập trung về đâu? Về não nè, về tim nè, về tuyến thượng thận. Do đó thì cái tử cung của bà mẹ nó có được nhận máu nuôi không? Khi bà mẹ có thiếu oxy, có giảm khối lượng tuần hoàn. Khi đó thì bà mẹ sẽ cũng máu của bà mẹ cũng sẽ về tim, não và tuyến thượng thận. Do đó thì cái tử cung không được cấp máu. Thì như vậy thì em bé nó cũng sẽ bị thiếu oxy từ cái chuyện thiếu máu đó. Rồi cái đó thì tương tự với thiếu máu nè, suy nhược hoặc là thiếu oxy mãn tính ở người mẹ thì cái cơ chế của nó cũng tương tự như vậy ha. Cái yếu tố thứ ba đó là tử cung bị chèn ép. Tử cung chèn ép á, lên cái tĩnh mạch chủ dưới. Thì cái tĩnh mạch chủ dưới nó nằm ở đâu? Trong cơ thể mình á, tĩnh mạch chủ dưới nằm ở đâu? Ở dưới và bên phải chị. Rồi. Nó sẽ nằm ngay cái rốn đi xuống á, phần phần từ rốn á, chính giữa rốn á, xuống phía dưới thì là động mạch chủ bụng. Kế bên động mạch chủ bụng nó sẽ là tĩnh mạch chủ dưới, và tĩnh mạch chủ dưới nó đi sát bên động mạch chủ bụng và nó nằm phía bên tay phải của động mạch chủ bụng. Nè, khi cái thai nằm trong bụng, nằm trong cái tử cung ngày càng lớn lên thì khi cái tử cung ngày càng to thì nó sẽ chèn ép tất cả các cơ quan nằm trong ổ bụng, bao gồm ruột, non, ruột già, lên trên chút xíu thì sẽ là dạ dày, cơ hoành, vân vân ha, và chèn ép động và tĩnh mạch nằm trong ổ bụng luôn. Thì khi đó nó sẽ có thể chèn ép một cái cơ quan đó là tĩnh mạch chủ dưới. Một cái tĩnh mạch chủ dưới thì khi chèn ép tĩnh mạch chủ dưới thì sẽ giảm máu về tim. À, thì khi giảm lượng máu về tim cũng giống như giảm khối lượng tuần hoàn của người mẹ vậy đó, thì nó sẽ có thể giảm lượng máu tới tử cung và sẽ gây suy thai ha. Được nha các em. Rồi, do đó ở về phía người mẹ thì các em sẽ nhớ bốn cái nhóm nguyên nhân này. Và nguyên nhân thường gặp nhất đó, đó sẽ là cơn co tử cung. Cái tĩnh mạch chèn ép á, tĩnh mạch chủ dưới chèn ép á, do đó thì thường á, để giải quyết cái chuyện chèn ép tĩnh mạch này là thường các em sẽ thấy người ta khuyên những cái người phụ nữ mang thai mà khi cái bụng lớn quá, người mà người ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó thở rồi nè nha, thì sẽ làm cách nào để giảm cái hiện tượng chèn ép lên tĩnh mạch chủ dưới? Em sẽ khuyên sản phụ làm cái gì? Dạ đồng ý ạ. Làm nghiêm bên nào? Đồng ý là Làm bên nghiêm trái. trái. Đúng rồi ha, mình biết cái đường đi rồi đó, nó nằm phía bên tay phải thì do đó thì khi mà nằm nghiêng tay trái thì có thể cái tử cung nó sẽ bị nghiêng qua bên ha, nó sẽ không chèn lên được cái tĩnh mạch chủ dưới. Thì đó, nếu các em thủy cái nguyên nhân do chèn ép tĩnh mạch chủ dưới thì có thể khuyên sản phụ nằm nghiêng trái xem có giảm được triệu chứng hay không nè. Rồi tiếp theo nguyên nhân thứ hai là về phía thai. Thì về phía thai này dễ lắm ha, có bốn cái nguyên nhân. Thứ nhất là thai non tháng, thai kém phát triển, thai già tháng, thai dị dạng hoặc là thai bị nhiễm khuẩn thiếu máu. Thì những cái thai này nè thì là những cái thai
giống như một cái người trưởng thành với một cái em bé và một cái người nhà người già vậy đó. À, tức là cái tình trạng đáp ứng với hiện tượng thiếu oxy ở cái người bình thường không khỏe mạnh không có gì hết, thì khi gặp cái tình trạng thiếu oxy tạm thời thì người đó có thể đáp ứng được. Còn ở cái người ví dụ như non tháng, em bé quá non tháng, em bé quá già tháng, hoặc là nó có dị dạng gì đó, thì cái khả năng đáp ứng với cái tình trạng thiếu oxy của nó kém, thì nó chỉ cần thiếu một lượng nhỏ thôi thì nó sẽ rơi vào tình trạng suy thai ngay. À, còn những cái em bé mà trưởng thành thì nó sẽ không có bị thiếu oxy. À, vậy đó thì về phía thai này thì dễ ha. Nguyên nhân thứ ba là về phần phụ của thai. Như vậy thì phần phụ của thai gồm có cái gì các em? Bây giờ nhắc lại nè, phần phụ của thai bao gồm những cái thành phần nào? Dạ là màng thai bánh nhau dây rốn nhện phấn. Rồi đúng rồi, cảm ơn em. Vậy đầu tiên ha, mình sẽ nói đến, khi nói đến phần phụ của thai thì những cái nguyên nhân nào có thể gây suy thai được. Đầu tiên là nói về bánh nhau. Bánh nhau như thế nào thì sẽ gây suy thai? Bánh nhau như thế nào? Bánh nhau bị phôi hóa thì đó là một trong những cái trường hợp mà thường xảy ra trong cái thai già tháng ha. Thì bánh nhau phôi hóa thì nó sẽ làm giảm cái chức năng của bánh nhau. Do đó thì có thể làm giảm cái hiện tượng cái oxy qua cho bé ha. Thì thường cái bánh nhau phôi hóa nó hiếm, nó cũng gây thiếu oxy đó, nhưng mà nó hiếm gây cái hiện tượng thiếu oxy mà cấp tính. Thường cái bánh nhau vôi hóa nó thường nó sẽ gây thiếu oxy mãn tính ha, do đó sẽ không được liệt kê vào cái bánh nhau vôi hóa là cái nguyên nhân gây suy thai cấp nha. Nó là suy thai có thể gây suy thai đó, nhưng mà suy thai nó là mãn tính thì gây suy thai cấp tính được nè. Bánh nhau thì mình sẽ có hai bệnh lý về bánh nhau đó các em. Thứ nhất là bệnh lý nhau tiền đạo. Mình đã học bài nhau tiền đạo chưa? Rồi mình đã học nhau tiền đạo chưa? Và bạn nào có thể giải thích được là nhau tiền đạo tại sao có thể gây suy thai được hay không? Nhau tiền đạo gây chảy máu, mất máu số lượng nhiều thì giảm cấp oxy nên là gây suy thai cấp luôn. Rồi nhau tiền đạo á mình đã học rồi đúng không? Nhau tiền đạo là một cái bánh nhau bám sai vị trí. Bình thường cái bánh nhau nó sẽ bám ở đáy tử cung, à, còn nhau tiền đạo nó sẽ bám ở đoạn dưới tử cung che lấp cái cổ tử cung, nó che lấp cái lỗ của cổ tử cung. Thì khi nhau bám ở vị trí đó thì nó sẽ rất dễ gây bong tróc và chảy máu. Thì khi nó bong tróc và chảy máu thì nguồn gốc chảy máu sẽ là nguồn gốc chảy máu từ những cái động mạch tĩnh mạch của cái tử cung, của cái màng nhau. À, thì đó chảy máu trong nhau tiền đạo là chảy máu từ người mẹ nha. Chảy máu từ người mẹ, và khi chảy máu số lượng như thế nào thì nó mới có thể gây suy thai? Thì khi chảy máu số lượng quá nhiều ha, thì nó ảnh hưởng tới người mẹ trước. Người mẹ thiếu máu thì máu nuôi tới tử cung sẽ không đủ, thì lúc đó sẽ gián tiếp em bé sẽ suy thai từ cái việc thiếu máu của người mẹ, chứ nó không chảy máu trực tiếp từ em bé.
Nè, nó khác với cái trường hợp nhau bông non. Nhau bông non á là cái bánh nhau nó bám có thể đúng vị trí nhưng nó bong sớm trước khi cái thai đi ra ngoài, thì em bé chỉ sống được nhờ cái bánh nhau. Và bây giờ cái nhau nó bong ra thì nó sẽ làm gián đoạn, nó sẽ làm mất một lượng máu đáng kể từ từ mẹ sang con, thì em bé nó sẽ tử vong một cách nhanh chóng ở trong bụng mẹ. À, nó khác với nhau tiền đạo. Nhau tiền đạo thì phải ảnh hưởng tới mẹ trước, mẹ mất máu từ 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 từ, mất máu nhiều thì sẽ ảnh hưởng tới bé. Còn nhau bong non thì sao? Thì trước mắt thì khi nhau bong thì bà mẹ cũng mất máu nhưng em bé nó sẽ chết chết trước, và nó sẽ tử vong một cách nhanh chóng vì nó đã bị cắt đứt tuần hoàn ngay lập tức. Rồi, do đó hai cái bệnh lý về bánh nhau có thể gây suy thai đó là nhau bong non và nhau tiền đạo. Thì nhau tiền đạo các em phải thêm vô ha, nhau tiền đạo không thì không được. Nhau tiền đạo mà nó nằm ở đó, nếu nó không chảy máu gì hết thì nó không gây suy thai, thường nó sẽ không gây suy thai cấp tính. Nhau tiền đạo bản thân nó có thể gây suy thai mãn tính trong bụng mẹ, tuy nhiên nếu nhau tiền đạo đơn thuần không có chảy máu thì sẽ không gây suy thai cấp tính, à, hiếm khi nó gây suy thai cấp tính. Còn khi nó chảy máu thì nó sẽ gây suy thai cấp tính, có thể gây suy thai cấp tính nếu chảy máu quá nhiều. Rồi, được không? Hiểu không? Không biết em. Trời ơi. Dạ được cô. Là tha Được, thiết. Ừ, tha thiết kêu kêu gọi các em là phải trả lời nha. Trả lời hoặc là có tương tác gì với chị, chứ chị nói một mình là chị sắp buồn rồi đó. Rồi, tiếp theo là thành phần thứ hai của phần phụ đó là dây rốn. Thì những nguyên nhân nào có thể gây suy thai được thì các em sẽ thấy, thứ nhất là dây rốn thắt nút. À, trong bụng á, em bé nó xoay vòng 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 vòng, xoay sao làm cho dây rốn nó bị xiết lại, nó bị thắt nút. À, thì khi nó thắt nút như vậy, nếu nó vẫn còn nước ối và nó không bị xiết quá chặt thì máu nó vẫn đi qua đi lại bình thường thì sẽ không gây vấn đề gì hết. Nhưng mà đặc biệt trong quá trình chuyển dạ thì khi cái dây rốn nó bị căng ra thì khả năng nó sẽ có bị xiết lại và em bé nó sẽ bị giống giống nước mà mình bịt lại chính giữa vậy đó, thì máu sẽ không qua được nha, thì em bé nó sẽ bị chết, nó bị sẽ bị chết ngay trong bụng. Rồi, đó là nguyên nhân về gây rốn thắt nút. Thứ hai đó là xa dây rốn. Xa dây rốn là một cái cấp cứu khẩn cấp trong chuyển dạ ha. Bình thường á, cái dây rốn nó sẽ nằm phía trên của ngôi thai. Khi có chuyển dạ xảy ra, khi ối vỡ nha, đặc biệt là khi ối vỡ thì dây rốn có thể nó sẽ bị đi theo ra, theo nước ối ra ngoài. Nếu cái dây rốn nó đi ra ngoài phía trước ngôi thai, phía trước ngôi thai tức là sao, ví dụ như ngôi đầu thì nó đi ra phía trước, tức là nó đi nằm phía trước của cái đầu, thì khi cái đầu thai nhi bắt đầu đi xuống, tức là trong quá trình chuyển dạ là quá trình sanh đó, cái đầu thai nhi bắt đầu đi xuống thì nó sẽ ép vào cái cung chậu mà cái dây rốn nó lại đi phía trước cái đầu, thì nó sẽ nằm chính giữa cái đầu và cái khung chậu và nó sẽ bị chèn ép ngay chính giữa đầu và khung chậu. Đầu và khung chậu là hai cái mặt phẳng cứng ha, do đó thì khi nó bị chèn ép như vậy thì nó sẽ gián đoạn máu sang thai nhi thì sẽ gây suy thai. Và nếu không giải quyết thì xa dây rốn rất là nhanh em bé sẽ bị chết. Rồi, cái nguyên nhân về phần phụ thứ ba đó là nguyên nhân về nước ối. Những trường hợp ối vỡ non, ối vỡ sớm hoặc nhiễm trùng ối thì nó sẽ làm cho chuyển dạ sẽ kéo dài. Và khi chuyển dạ kéo dài thì nó sẽ làm cho
em bé phải chịu đựng với nhiều cái cơn co tử cung hơn, và cái thời gian chịu đựng với cơn co tử cung nó sẽ nhiều hơn ha. Do đó khi mà nó gặp cái cơn co mà nó chịu đựng hoài, thời gian chuyển dạ rất là dài ha, thì nó có thể gặp cái hiện tượng là thiếu oxy nha. Đáp ứng của nó không đủ nữa thì nó có thể thiếu oxy do nó phải tiếp xúc quá nhiều cái cơn co tử cung. Rồi cái nguyên nhân cuối cùng là vỡ mạch máu bám nè. Nguyên nhân này rất là hiếm gặp, tuy nhiên nếu gặp thì sẽ rất là nặng nề ha. Mạch máu bám nè là sao? Bình thường á, mạch máu sẽ đi từ cái cuống rốn tỏa ra xung quanh. Trường hợp này là trường hợp bất thường, tức là những cái mạch máu nó không nằm ngay tại chính giữa của cái bánh nhau, mà nó nằm ở rìa bánh nhau, tức là mạch máu cái cuống rốn nó không nằm ở ở chính giữa mà nó nằm ở phía rìa của bánh nhau, nó bám ngay tại rìa của bánh nhau. À, tức là nó bám lên cái màng của nhau. Thì khi có chuyển dạ xảy ra, ối vỡ thì nó sẽ vỡ ngay cái chỗ màng nhau đó, thì nó sẽ vỡ luôn những cái mạch máu tại đó. Thì khi vỡ mạch máu tại đó giống như mình cắt đứt cái dây rốn ra vậy đó nha, thì em bé nó sẽ có thể suy thai và có thể tử vong rất là nhanh. Rồi đó là về phần phụ của thai. Rồi được không? Các em có hỏi gì không? Thôi bây giờ chị cứ nói đi nha. Chị cứ nói đi, rồi các em không hiểu chị thì các em sẽ hỏi hỏi sao hay gì đi, chứ giờ hỏi không thấy trả lời gì hết, thì cứ nói đi. Rồi, thứ tư là do thầy thuốc nè. Nguyên nhân thứ tư này là cũng nguyên nhân cũng cũng hay gặp, đó là do thầy thuốc của mình sử dụng những cái thuốc khi trong chuyển dạ đó để mình kích thích chuyển dạ nhanh hơn, hoặc là mình khởi phát chuyển dạ, hoặc là mình tăng co để cho thúc đẩy cái chuyển dạ nhanh hơn. Thì khi mình sử dụng thuốc tăng co mà không đúng liều hoặc là không đúng chỉ định sẽ làm cho cơn co nó nhanh và nó mạnh. Thì khi cơn co nhanh và mạnh quá thì như chị đã nói rồi ha, với cái cường độ cơn co mà nó quá mạnh và nó kéo dài thì nó sẽ gián đoạn oxy từ mẹ sang con và sẽ gây suy thai. Rồi vậy sẽ có bốn nhóm nguyên nhân ha. Tiếp theo là sẽ là triệu chứng lâm sàng của suy thai. Bây giờ trước khi mình nói về cái triệu chứng lâm sàng á, thì mình sẽ dựa vào cái sinh lý bệnh ha, để mình sẽ tìm ra những cái triệu chứng để mình có thể chẩn đoán được một cái trường hợp thai nằm trong bụng mà nó đang bị thiếu oxy, tức là chẩn đoán mình là suy thai đó. Thì cái sinh lý bệnh đầu tiên là gì? Sinh lý bệnh đầu tiên là gì các em? Rồi, bạn nào trả lời sinh lý bệnh đầu tiên? Nhớ không? Cô là chữa thích nghi. Sự thích nghi, sự co mạch và trung tâm hóa tuần hoàn. Co mạch ngoại vi á, tức là biểu hiện bên ngoài mình sẽ thấy là tay chân sẽ lạnh nè, máu sẽ dồn về tim hết rồi, não nè, thượng thận nè, do đó tay chân bắt đầu ẩm lạnh nè, da niêm á thì gì, trắng bệch nè ha. Rồi như vậy thì mình có thấy được hiện tượng đó hay không? Mình có thấy được khi em bé nằm trong bụng không? Mình thấy da niêm mít trắng rồi, nó không ẩm lạnh không 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 ha. Do đó thì mình không dựa vào sinh lý bệnh đó ha. Do đó sinh lý bệnh thứ hai, bắt đầu mình sẽ chuyển sang sinh lý bệnh thứ hai nè. Sinh lý bệnh thứ hai là gì? Cô là thay đổi nhịp tim thay. Rồi thứ hai là thay đổi nhịp tim thai ha. Do đó cái lâm sàng đầu tiên, cái thay đổi nhịp tim thai thì mình có thể chẩn đoán được qua cả lâm sàng và cận lâm sàng nha.
Thì trên lâm sàng thì mình sẽ chẩn đoán được qua cái chuyện là mình nghe và đếm nhịp tim của thai nhi. À, thì để nghe và đếm nhịp tim của thai á, thì cái vị trí nghe tim thai rõ nhất là cái ở cái mõm vai của em bé. Thì để tìm được mõm vai thì em sẽ khám Lewy nha. Không, nhắc lại ha, mình sẽ đặt ngay vị trí của mõm vai của em bé trên bụng bà mẹ đó, tìm đúng vị trí mõm vai, đặt ngay đó, đặt cái ống nghe. Thì cái ống nghe chuyên dụng trong tim thai là ống nghe gỗ, ống nghe pinát, cái ống nghe dài dài mà giống cái loa loa kèn vậy đó, mà các em đã được học trên skill đó ha. Thì chỉ cái ống nghe đó mình mới nghe được tim thai thôi nha, chứ mình không dùng cái ống nghe tim phổi để nghe tim thai. À, mình phải dùng cái ống nghe gỗ. Ống nghe đó là ống nghe chuyên dụng trong môi trường nước, mình mới nghe được tiếng tim thôi. Thì khi mình nghe và mình đếm thì có hai trường hợp: nếu nhịp tim thai mà trên 160 lần thì đó là nhịp tim thai nhanh và đó là suy thai nhịp nhanh. Còn nếu các em đếm được tim thai dưới 120 lần thì đó là suy thai, và suy thai cái kiểu là kiểu nhịp chậm. Thì bình thường cái tim bình thường là 120 đến 160, trên 160 hoặc dưới 120 đều là suy thai. Suy thai nhịp nhanh và suy thai nhịp chậm. Suy thai nhịp nhanh tức là nó đang còn giai đoạn còn bù, suy thai nhịp chậm là giai đoạn mất bù, tiền lượng nặng nề. Ngoài ra mình có thể nghe được cái tiếng tim, nó có thể đều và rõ ở cái trường hợp bình thường. Còn nếu có suy thai thì tiếng tim em nghe rất là mờ, thậm chí xa xăm, tức là không nghe được luôn ha. Rồi, yêu cầu đặt ra khi mình nghe cái tiếng tim á là mình phải nghe trọn trong vòng 1 phút, không được bỏ qua bất kỳ nhịp nào. Rồi, khi nghi ngờ có suy thai thì phải nghe đủ 3 lần rồi mới chẩn đoán. Rồi, cái điều rất quan trọng đó là cái ý thứ ba, tức là các em phải nghe ngoài cơn cọt. Rất quan trọng nha, là các em phải nghe ngoài cơn co tử cung. Tại vì khi có cơn co tử cung thì sẽ gián đoạn cái lượng máu từ bánh nhào sang nha. Do đó thì có thể em bé sẽ giảm nhịp tim tạm thời, tuy nhiên nó không phải là suy thai, nó vẫn có thể đáp ứng được. Khi mà hết cơn co thì máu nó trở về thì lúc đó em bé vẫn có thể bình thường. À, như vậy thì không gọi là suy thai. Do đó thì muốn chẩn đoán suy thai thì phải nghe ngoài cơn co. Khi không có cơn co mà nhịp tim vẫn nhanh hoặc nhịp tim vẫn chậm thì mới gọi là suy thai. Còn các em, nếu các em bệnh nhân mà đang có cơn co, sản phụ đang có cơn gò gò cứng lên, các em đặt ống nghe, các em nghe thấy tiếng tim 180 lần hoặc là 120, 100, 100 lần mà các em gọi là suy thai là không đúng nha. Nhớ cái chuyện này. Rồi, cái sinh lý bệnh thứ ba là gì? Sinh lý bệnh thứ ba là gì các em? Con là sự Con là sinh thể phân lưu và nước ối. À, phân xương nước ối là sinh lý bệnh thứ tư. Thưa cô là thay đổi sinh hóa. Đúng rồi, thay đổi sinh hóa là hiện tượng toan hô hấp và toan chuyển hóa. Thì toan hô hấp và toan chuyển hóa thì thường em bé nằm trong bụng á, mình khó có thể phát hiện lắm. Cái đó mình chỉ phát hiện được trên cận lâm sàng thôi ha. Một xíu mình sẽ nói về chẩn đoán về cận lâm sàng, nó sẽ chuyển sang sinh lý bệnh thứ tư, tức là sự tiêu phân xù. Em bé nằm trong bụng mà vẫn đi tiêu phân xù chứng tỏ nó đang có suy thai. Như vậy thì phân xù nó được, khi nó tiêu ra thì nó sẽ đi đầu, nó sẽ hòa lẫn vào trong nước ối. Thì khi đó nó sẽ làm thay đổi màu sắc của nước ối, mình sẽ thấy được qua sự thay đổi màu sắc của nước ối. Như vậy thì bình thường nước ối sẽ có màu gì? Bây giờ nước ối bình thường sẽ có màu gì các em? Lâu lâu chắc
Nếu nó ói màu gì? Màu lờ lờ trắng coi. Lờ lờ trắng hả? Nhưng mà hồng nhẹ. Màu hồng nhạt. Rồi. Màu gì nữa? Hơi lợn cợn. Rồi. Vậy thì cái nào đúng, màu nào đúng? Thì cô là màu trắng đục như nước da Rồi, đúng rồi. Nước ối là bình thường ha, nó không có màu hồng đâu, nó không có màu hồng nhạt nha. Nước ối bình thường nó phải có màu trắng trắng đục. Nó lợn cợn như nước vo gạo là khi nó có lẫn chất gay. Tức là trong trường hợp thai đủ tháng thì có những cái chất gay nó bông ra đó. Thì nó sẽ lợn cợn trong nước ối, sẽ làm cho nước ối có màu trắng mà hơi đục. Còn nếu em bé non tháng thì nó sẽ chưa có hình thành cái chất gay thì nước ối sẽ màu trắng trong. Nha. Hai cái màu sắc đó là hai màu sắc bình thường của nước ối, ngoài cái màu sắc đó ra đều là bất thường. Bất thường có thể gặp trong suy thai bao gồm bốn cái màu. Cái màu trong bốn cái màu này đều diễn tả là có suy thai. Thứ nhất, màu xanh phân su, tức là màu xanh bã đậu đó. Thì khi em thấy màu xanh bã đậu thì chứng tỏ là suy thai cấp tính. Còn nếu em thấy cái màu vàng, tức là nó đã suy thai mãn tính rồi, nó không có màu xanh mà nó có cái màu hơi vàng vàng, hay nó chuyển sang cái màu vàng. Còn màu nâu gặp trong trường hợp nào? Màu nâu gặp trong trường hợp nào mấy em? Dạ, nhiễm trùng coi. Màu nâu thường có thể gặp trong trường hợp nhiễm trùng ối á, hoặc là thậm chí suy thai và thai đã chết luôn rồi, thai chết lưu. Nha. Khi thai chết lưu rồi nó sẽ có màu sắc của nước ối, nó sẽ chuyển sang cái màu nâu luôn, thậm chí màu nâu và đen. Nha. Còn cái màu cuối cùng đó là màu đỏ. Màu đỏ thường gặp trong trường hợp nào vậy các em? Tim thai mình thấy thay đổi nè. Nước ối khi chảy ra em thấy nó màu đỏ luôn thì mình sẽ biết được thay đổi về tim thai đó là suy thai đó, màu đỏ nè đang suy thai do nguyên nhân gì, màu đỏ thường thấy trong trường hợp nào, mình học bài rồi nè. Trong trường hợp nào với em? Nhà bông non. Rồi đúng rồi nha. Trong trường hợp nha bông non thì nước ối sẽ có màu đỏ nha, chứng tỏ này suy thai, có suy thai và đang suy thai do cái hiện tượng là nha bông non nha. Như vậy các em sẽ nắm nha bốn cái màu sắc có thể gặp trong suy thai, và trong đó thì cái màu sắc mà chứng tỏ là suy thai cấp tính đó là màu xanh bã đậu hay là màu xanh của phân su đó. Tuy nhiên người ta nói nè, 80% các trường hợp có màu xanh phân su thì là suy thai, nhưng lại có những trường hợp có phân su nhưng lại không phải là suy thai nha. Thì người ta ghi nhận là trong 20% các trường hợp tiêu phân su thì lại không phải suy thai. Rồi như vậy thì trên lâm sàng mình chỉ có hai cái triệu chứng về lâm sàng để chẩn đoán suy thai. Thai thứ nhất là thay đổi nhịp tim thai, và thứ hai là thay đổi về màu sắc của nước ối. Rồi, do đó thì phần còn lại của mình sẽ là chẩn đoán dựa trên cận lâm sàng ha. Chẩn đoán thì sẽ có hai ý, một là sẽ chẩn đoán dựa vào lâm sàng và thứ hai là gợi ý thêm cái cận lâm sàng. Thì trên cận lâm sàng thì mình sẽ có những cái biện pháp nào để mình phát hiện có suy thai. Thì ở đây mình sẽ có rất nhiều biện pháp ha. Tuy nhiên thì hiện nay ít sử dụng lắm, và chủ yếu sử dụng ba phương pháp này ha. Và hiện nay lại có một cái phương pháp lại không thể sử dụng nữa. Thì em sẽ xem ha. Cận lâm sàng thứ nhất đó là soi ối. Soi ối
Sôi ối sẽ mình sẽ sử dụng trong trường hợp nào? Trong trường hợp mà nước ối có màu xanh á, mà nếu các em muốn thấy được cái màu xanh của phân su á, thì ít nhất thì cái màng ối nó phải vỡ nha. Tức là khi ối vỡ thì nước ối nó mới chảy được ra ngoài thì các em mới thấy được màu xanh đó. Như vậy thì nếu mà ối còn thì mình sẽ không thấy được cái màu xanh. Như vậy thì mình muốn có những cái thêm những cái triệu chứng gợi ý cho mình chắc chắn là có suy thai không, thì mình phải thấy được cái màu xanh của phân su đó. Thì khi đó thì mình sẽ làm sao? Mình có bấm ối để cho nước ối chảy ra không? Phá vỡ cái màng ối, tức là màng ối nó đang còn đó, mình nghi ngờ suy thai, mình thấy nhịp tim có thay đổi rồi, mình đang nghi ngờ suy thai, mình muốn chắc chắn hơn nữa, mình muốn biết là nước ối có phân su hay không, thì bây giờ mình bấm ối để cho nước ối chảy ra cho mình thấy được không? Ừ, tại sao không? Tại sao mình không thể làm vậy? Tại sao? Dạ, gây nhiễm trùng với tiểu ối. Tại vì mình biết rồi ha, cái tác dụng của nước ối và cái màng ối nó có rất nhiều tác dụng. Do đó chỉ không không phải chỉ vì cái chẩn đoán của mình nghi ngờ suy thai mà mình phải phá vỡ cái màng ối. Nha. Cái màng ối nó vừa có tác dụng là chống được sang chấn nè, giúp bình chỉnh ngôi thai trong chuyển dạ nè, giúp bảo vệ cái đầu thai nè, rồi giúp bảo vệ chống nhiễm trùng nè, vân vân, ha, rất là nhiều. Do đó thì không phải chỉ vì mình muốn thấy được cái màu sắc của nước ối mà mình phải phá vỡ cái ối ha. Do đó thì người ta có phương pháp cận lâm sàng để sinh ra cái phương pháp cận lâm sàng, đó là soi ối. Người ta sẽ dùng dụng cụ một cái ống soi để đưa vào trong âm đạo, đưa vào trong cái cổ tử cung. Khi muốn soi ối được thì bắt buộc cái cổ tử cung nó phải mở. Thì khi cổ cung mở em mới đưa được cái dụng cụ soi vào trong cái lỗ cổ tử cung, và khi đưa vào cái lỗ cổ tử cung em sẽ soi lên và nó sẽ hiện lên trên màn hình cái màu sắc ở bên trong như thế nào, hay hình ảnh cái màu sắc bên trong như thế nào. Nếu mình thấy nước ối màu xanh thì chứng tỏ là có suy thận. Nha, đó là cận lâm sàng thứ nhất. Cái cận lâm sàng thứ hai đó là pH máu da đầu. pH máu da đầu là khi khó chuyển dạ, khi cổ cung mở, khi ối vỡ thì mình mới làm được. Cái da đầu em bé nó xuất hiện, cái đầu em bé nó mình thấy, mình sờ được, rồi mình mới lấy một vi kim, mình đưa, mình chọc vào cái da đầu em bé, rút ra một lượng máu, sau đó mình làm độ pH và độ kiềm toan của cái máu. Nè, thì khi mà mình thấy độ pH dưới 7.25 thì chứng tỏ có suy thận. Tuy nhiên thì đây là cái phương pháp, em nhớ nè, đây là cái phương pháp chẩn đoán chắc chắn nhất trong suy thai. Tuy nhiên thì hiện tại rất ít sử dụng, và hầu như bây giờ người ta không sử dụng luôn. Tại vì cái biến chứng của nó, cái tai biến khi làm và cái biến chứng của nó rất là nhiều và rất là nặng nề. Do đó thì hiện tại người ta sẽ không làm cái chuyện này nữa, mặc dù nó là phương pháp chẩn đoán chính xác nhất để chẩn đoán suy thận. Như vậy thì giờ mình có hai cận lâm sàng, một cái thì soi ối. Soi ối thì có nơi khó cái dụng cụ, có nơi không, rồi pH máu da đầu thì bây giờ không sử dụng nữa ha. Do đó thì giờ coi như hai cận lâm sàng đó thì mình không dùng nhiều rồi đó. Do đó thì giờ chỉ có một cận lâm sàng thường quy thôi và hiện tại đang sử dụng, đó là máy ghi cân co và tim thai, hay gọi là máy monitoring. À, thì các em sẽ đo cho sản phụ đo cái máy monitoring. Trên cái máy này nó sẽ biểu diễn hai cái đường. Một cái đường là nhịp tim thai và một cái đường bên dưới, đó là cơn co tử cung.
và dựa vào sự thay đổi của nhịp tim và cơn co tử cung thì người ta sẽ chẩn đoán có vấn đề gì hay không nha. Thì trên cái máy monitoring này có bốn cái loại, em sẽ thấy thì bốn cái loại này chứng tỏ là có suy thai. Ở đây chị không nói chi tiết về cái monitoring này ha. Monitoring này khi đi lâm sàng, khi đi thực hành thì thầy cô sẽ dạy rất là kỹ cho các em đọc monitoring. Còn ở đây chị chỉ giới thiệu qua những cái hình ảnh chứng tỏ có suy thai thôi. Rồi, có bốn cái hình ảnh. Khi gặp cái hình ảnh này các em có thể chẩn đoán suy thai nè. Thứ nhất là nhịp nhanh, thứ hai nhịp chậm, thứ ba nhịp deep 2, deep 2 hoặc deep 1 sâu và kéo dài nha. Thứ tư là dao động nội tại độ 0 hoặc là nhịp phẳng. Rồi, nó sẽ như thế nào? Mình sẽ đi từ từ. Rồi, đây là cái đường, em có thấy cái hình không? Được rồi. Rồi, nhìn rõ không? Nhìn rõ mấy số không mấy em? Có cần phóng to lên không ạ? Rồi. Cần phóng to thôi. Rồi, chỉ phóng rồi đó. Thấy rõ chưa? Có thấy mũi tên của chị di chuyển không? Dạ không. Không thấy à? Mũi tên di chuyển có thấy được không nhỉ? Có thấy mũi tên không mấy em? Thấy chưa? Dạ, dạ. Chưa, nó phóng to nó. Dạ. Hả? Nó chưa phóng to nữa cô ơi. Phóng to rồi mà. Chưa hả? Cô kéo cái thanh bên 86% của cô kéo. À. Ha à, không, 86% thì nó bự lắm chị. Thấy gì nè, thấy chưa? Đã thấy rồi. To chưa? Mà không có thấy tên. Cũng không to nữa hả? To quá thì sẽ không có, nó sẽ vượt quá cái màn hình. Rồi, cái hình ở trên là đường biểu diễn, có thấy cái mũi tên chị không vậy? Thấy đúng không? Rồi, đây là đường biểu diễn nhịp tim thai, đây là cái khung, khung ở trên là biểu diễn nhịp tim thai, khung ở dưới là biểu diễn của cơn co tử cung. Nhịp tim thai nè, 30 đến 240 lần trên 1 phút. Còn cái biểu diễn ở dưới là cơn co tử cung từ 0 cho đến 100 mm thủy ngân. Trên cái nhịp tim thai, đây là cái đường biểu diễn nhịp tim thai bình thường. Được, đường biểu diễn nhịp tim thai sẽ có nhiều đường ha. Nó sẽ lên xuống như vậy nè. Thì khi đó các em thấy chỗ nào mà lên xuống mà nó đều á, thì mình sẽ lấy đó là nhịp tim thai cơ bản. Thì như chỗ này, nguyên cái đoạn này nó đều thẳng nè, giống nhau nè. Thì đây là mình sẽ chọn là nhịp tim thai cơ bản. Những cái chỗ lên hoặc là những cái chỗ xuống thì có thể là nhịp tăng hoặc là nhịp giảm nè. Như vậy đây là chỗ nhịp tim thai cơ bản nè, thấy không? Rồi, khi cái nhịp tim thai cơ bản này các em rà qua cái ô, lần trên phút đó, thì em thấy nó nằm ở cái khoảng bao nhiêu lần trên phút thì đó là cái nhịp tim của thai nhi. Rồi đọc coi bao nhiêu lần trên phút. Đọc đi các em, thấy nổi không? Rồi, đúng rồi nha. Nhịp tim thai mà chị đang trình cho các em đó là nhịp tim bình thường ha. Nó nằm trong khoảng 120 30 lần trên phút, tức là trong khoảng 120 đến 160.
À, nếu các em thấy cái đoạn nhịp tim cơ bản này nè, nó không nằm ở đoạn này mà nó nhảy lên tuốt ở trên ha, nó cứ lăn tăn trên 160 hoặc là nó dưới 120 thì đó là đường biểu diễn nhịp tim nhanh hoặc là nhịp tim chậm. Thì khi thấy nhịp tim nhanh hoặc nhịp tim chậm thì chứng tỏ là có gì, có suy thai nha. Rồi đó là hai cái hình ảnh thứ nhất là nhịp tim nhanh và nhịp tim chậm ha, không có hình ảnh này. Rồi rồi đây là cái hình nhịp giảm sớm hay gọi là nhịp chậm sớm. Chậm sớm là hồi xưa người ta gọi thôi, bây giờ người ta gọi cái tên là nhịp giảm sớm. Nhịp giảm sớm hay cái từ trong cái monitor, cái CTG á, thì người ta gọi là nhịp deep, deep 1. À, hồi nãy á, mình thấy á, là deep 1 sâu và kéo dài thì sẽ gọi là suy thai. Thì đây là nhịp deep 1 nè. Mình sẽ xem nhịp deep 1 này là như thế nào. Như thế nào gọi là chậm sớm? Thì đây là đường biểu diễn của cơn của nhịp tim hai. À, đây là đường biểu diễn của cơn co tử cung. Này, anh thấy mũi tên gì chỉ không? Thấy mũi tên không các em? Dạ thấy. Cái mũi tên chỉ nó có đi theo với lời nói của chị không? Có chậm hơn không so với lời nói của chị không? Dạ Hả? thấy. Không thấy nhưng mà nó có chậm hơn không, để một hồi chị nói cái chị sợ nó không không chạy đúng như cái lời chị nói. Rồi đây là cái nhịp tim ha, đây nè, nó đang bình thường ha, nó lên cao, đây là nhịp tăng nè. Hết cái nhịp tăng thì nó bắt đầu gì, giảm nè, giảm nhanh, giảm nhanh, giảm. Đây là cái nhịp giảm, đây là đỉnh nhịp giảm, kết thúc nhịp giảm nó bắt đầu nó lên trở lại, hồi phục trở lại. Hết nhịp giảm thì nó hồi phục bằng cách nó sẽ tăng nhịp trở lại và nó sẽ trở về cái nhịp bình thường. Rồi được không, hiểu không? Có theo với lời nói của chị không? Dạ có cô. Dạ có. Rồi ok, phía dưới này là cái cơn co tử cung. Các em sẽ thấy cái đỉnh của nhịp giảm nó sẽ đi trùng với đỉnh của cơn co. Đỉnh của nhịp giảm trùng với đỉnh của cơn co thì đây là em sẽ thấy đây là nhịp giảm sớm. Khi em thấy cái hình ảnh này thì sẽ gọi là nhịp giảm sớm. Cái nhịp giảm sớm này có thể gặp ở bất kỳ cơn co tử cung nào nha. Tuy nhiên nếu mà em thấy khi hết cơn co thì nó đều trở về bình thường, chứng tỏ là cái nhịp này nó chưa phải là bất thường nha. Nó có thể gặp ở bất kỳ cơn co nào như chị nói rồi ha. Khi có cơn co tử cung thì nó sẽ làm xiết lại những cái mạch máu, thì máu nuôi cho em bé sẽ tạm thời giảm nhưng em bé vẫn còn có thể hồi phục được. Ngay do đó sau khi nó hết cơn co thì nó trở về bình thường, chứng tỏ là em bé chưa có suy thai. Khi các em gặp nhịp này và cái đỉnh này nè nó quá sâu, và cái khoảng cách này nè, cái khoảng cách nhịp giảm này nè, cái khoảng thời gian nhịp giảm này nó kéo dài hết qua cái cơn co luôn á, nó kéo quá dài thì mình mới gọi là suy thai. Được không? Cái đỉnh quá sâu tức là nó phải dưới 100 nhịp. Cái chỗ này nè em rà qua, nếu nó dưới 100 lần trên phút thì là sâu. Và nó kéo quá dài là trên 1 phút. Thì là quá dài nha. Thì sẽ gọi là nhịp deep 1 sâu và kéo dài. Thì khi em thấy như vậy mới gọi là suy thai. Rồi được không? Rồi được không? Hiểu không mấy em? Ba lớp. Ừ. Rồi. Tiếp theo. Đó là nhịp giảm muộn nè, nhịp giảm muộn hay là nhịp chậm muộn. Cái nhịp này nó khác cái gì với hồi nãy? Đây là đường biểu diễn của nhịp tim nè. Nè,
Đường biểu diễn ở dưới này là đường biểu diễn của cơn co tử cung. Nó khác như thế nào? Đây, cơn co tử, tim thai em bé đang bình thường ha. Ngay cái đỉnh cơn co, nó bắt đầu nó mới giảm. Ngay đỉnh cơn co nè, nó bắt đầu giảm. Hết cơn co đáng lẽ nó sẽ phục hồi trở lại bình thường. Nhưng sau khi hết cơn co, nó không tăng nhịp, không trở về bình thường mà nó lại tiếp tục giảm. Sau đó một thời gian nó mới trở lại được về bình thường. Nè, điều này chứng tỏ là sao? Sau khi hết cơn co mà nhịp tim vẫn giảm thì chứng tỏ là gì? Thì thực chất là em bé nó thiếu oxy rồi đó. Nè. Do đó càng có cơn co tử cung thì nó sẽ lại càng giảm cái lượng oxy, thì nó sẽ càng giảm nặng hơn sau khi có cơn co tử cung. Một thời gian sau nó gán, nó ngồi ngớp và ngớp lên, nó có thể trở về được nhịp bình thường. Nha. Nhưng mà nếu cái giai đoạn này mà em không xử trí thì nó sẽ thiếu oxy trầm trọng hơn. Như vậy khi em thấy cái nhịp chậm muộn hay là giảm muộn, đây là nhịp nếp 2, thì chứng tỏ có suy thai thì em phải xử trí ngay. Và suy thai khi em thấy cái nhịp chậm muộn là suy thai cấp tính nha. Suy thai cấp tính. Rồi, được không? Dạ được. Rồi, được ha. Rồi. Vậy nhắc lại, còn cái nhịp cái cuối cùng, đó là dao động nội tại. Hay là dao động nhịp đó. Dao động nội tại, ý nghĩa nó là gì? Là hiệu số giữa cái đỉnh cao nhất và cái đỉnh thấp nhất của nhịp tim thai cơ bản. Thì ở đây mình phóng to lên một cái trường hợp, một cái nhịp tim thai cơ bản. Thì khi em thấy cái đỉnh cao nhất của nhịp tim thai cơ bản và cái đỉnh thấp nhất này, em lấy hiệu số ra là bao nhiêu? Bình thường cái dao động nhịp sẽ từ 5 đến 20 lần. Dao động từ 5 đến 20 lần. Dưới 5 hay trên là bất thường. Ha. Cái dao động này đỉnh là khoảng 145 ha, dưới là khoảng 103 ha. Như vậy thì dao động này khoảng 15 nhịp trên phút. Như vậy là bình thường. Nếu em thấy cái dao động này nó quá thấp, tức là nó lên xuống á, mà nó quá nhỏ á, thì em sẽ thấy là dao động nhịp nó sẽ dưới 5 nhịp, thậm chí nó sẽ thành một cái đường lăn tăn rất là nhỏ, thậm chí là một cái đường thẳng. Ha. Thì nếu em thấy mà nó một đường thẳng luôn, tức là dao động nội tại phẳng luôn đó, thì tiên lượng em bé tử vong. Dao động nội tại thấp hoặc là dao động nhịp phẳng chứng tỏ là đang có suy thai. Được không? Vậy nè. Dao động nội tại thấp á, có nhiều nguyên nhân lắm. Do đó không phải chỉ dựa trên cái dao động nội tại thấp mà em chẩn đoán suy thai nha. Dao động nội tại thấp có thể là em bé đang ngủ nha, hoặc là do dùng thuốc vân vân, nó cũng có thể gây dao động nội tại thấp. Do đó thì chỉ thấy dao động nội tại thấp thì em không chẩn đoán suy thai nha. Nó chỉ là một trong những dấu hiệu để chẩn đoán suy thai thôi. Do đó thì gì, chẩn đoán suy thai nè, mình bắt buộc mình phải cần cái lâm sàng và cận lâm sàng, chứ không phải chỉ một cận lâm sàng đơn độc mà em chẩn đoán suy thai. Rồi, được ha. Đó là bốn dấu hiệu em có thể thấy suy thai. Nó sẽ có bốn dấu hiệu đó trên cận lâm sàng. Đó là monitoring. Rồi. Như vậy thì gì? Chẩn đoán lâm sàng chỉ có hai thứ thôi: thay đổi nhịp tim, thay đổi màu sắc nước ối. Màu sắc là màu xanh bã đậu. Cận lâm sàng thì có cái gì? Soi ối dùng được nè, và monitoring thôi. BH máu và đậu không làm nữa. Rồi, khi đã chẩn đoán suy thai thì mình sẽ xử trí như thế nào?
Thì có hai nguyên tắc để mình xử trí. Nguyên tắc thứ nhất, nếu em tìm được nguyên nhân gây nên suy thoái thì em sẽ xử trí cái nguyên nhân. Nếu hết nguyên nhân mà em bé hết suy thoái thì em bé trở về bình thường thì có thể theo dõi tiếp tục nha. Cái trường hợp thứ hai, nếu nguyên nhân của suy thoái mình tìm được tuy nhiên mình không xử trí được, hoặc là mình không tìm được nguyên nhân gây suy thoái, thì các em sẽ làm cái dòng tiếp theo, đó là giải phóng thai nhi ra khỏi môi trường thiếu oxy. Tức là bây giờ em bé nằm trong bụng chắc chắn nó sẽ thiếu oxy và nó sẽ chết nha. Mặc dù em tìm được nguyên nhân nhưng em không xử trí được nguyên nhân, hoặc là có nhiều nguyên nhân quá mà em không tìm được. Trong những cái nguyên nhân nãy giờ mình kể, em không thấy nguyên nhân nào hết và không tìm được nguyên nhân, thì mình sẽ làm bằng cách là lấy em bé ra. Lấy em bé ra thì có hai phương pháp, một là cho sanh ngã âm đạo, hai là phẫu thuật mổ lấy thai. Rồi, thứ nhất là xử trí về triệu chứng, tức là khi có thiếu oxy các em có thể sử dụng ban đầu đó là hồi sức thai, hồi sức cho thai bằng cách là cho bà mẹ nằm nghiêng trái nè, cho thở oxy, tìm đường ha, truyền đường, trợ tim, hoặc là có nhiễm trùng ói thì tiêm kháng sinh, hoặc là bà mẹ có toan chuyển hóa thì sẽ tiêm tĩnh mạch natri bicarb để hồi sức cho bà mẹ. Đó là chỉ là triệu chứng thôi ha, xử trí về triệu chứng thôi. Còn xử trí về sản khoa của mình là gì? Thì nếu tìm được nguyên nhân thì giải quyết theo nguyên nhân. Nếu đang sử dụng oxytocin để tăng co mà gây suy thai thì nhanh chóng phá dịch truyền lại. Nếu cơn co quá mạnh thì phải cho thuốc giảm co. Sau khi theo dõi thì thấy tim thai trở về bình thường thì thôi ha, có thể theo dõi tiếp. Còn nếu theo dõi em bé vẫn diễn tiến là suy thai thì mình sẽ lấy thai ra càng sớm càng tốt. Lấy thai ra thì như chị nói có hai phương pháp ha. Một là mình sẽ cho sanh, khi nào mình sẽ cho sanh ngã âm đạo, khi lúc này mình khám mình thấy đầu thai nhi đã lọt rất là thấp, cái thời gian sanh nhanh, trong vòng một tiếng đồng hồ bà này có thể sanh được, thì lúc đó em sẽ cho sanh và em sẽ sử dụng forceps để giúp sanh. Còn nếu mà em thấy lúc này đầu chưa lọt, cổ tử cung chưa mở trọn ha, đầu chưa lọt gì hết, cổ cung mới 2-3 phân thôi, thì mình thấy thời gian để bà sanh rất là lâu nữa bà mới sanh. Mà bây giờ đang có suy thai cấp tính thì nếu mình để trong bụng chắc chắn em bé sẽ chết ha. Vậy đó thì mình sẽ chỉ định là mổ lấy thai nếu không có điều kiện lấy thai ra nhanh. Rồi, đó là hết bài suy thai ha. Các em có hỏi gì không? Các em có hỏi gì không? Các lớp trưởng nè, xem các bạn có hỏi gì không? Hoặc các em có hỏi gì thì có thể mở mic lên hỏi liền ha. Cô ơi cho em hỏi, nãy mà cái tai biến của pH máu dạ đầu là gì vậy cô? Cái mà là người ta quyết định không dùng cái pH máu dạ đầu nữa. Cái tai biến là gì? Khi mà mấy em thấy mà chọc một cái kim mà vào trong cái đầu em bé đó, thì có cái tai biến gì? Nó vẫn nằm trong bụng nha. Khi cổ cung mở thì mình thấy được cái đầu em bé, mình sờ được cái đầu em bé, thì khi mình chọc cái kim vô mình lấy máu thì có thể làm gì? Tụ máu da đầu nè, xuất huyết não nè, xuất huyết sọ nè, nội sọ nè. Rồi khi mà chọc kim vậy thì nhiều khi chọc
không trúng cái da đầu mà trúng những cái cơ quan của em bé. À, do cái cổ tử cung mở mở ít đó thì mình đâu có biết được đó là cái gì nằm ở dưới đó. À, thay mình chọc trúng da đầu là có thể chọc trúng lỗ tai nè, thể chọc trúng trán, chọc trúng này kia nhiều lắm nha. Tôi chỉ hỏi em với con mới dẫn tới viên tắc ối không cùng. Hả? Viên tắc ối không cùng. Viên tắc ối làm gì? Dạ nó dẫn tới viên tắc ối không có cùng. BH máu da đầu hả? Dạ. Không, pH máu da đầu không có làm thuyên tắc ối. Thuyên tắc ối là sao? Là nước ối đó, nó vào trong tuần hoàn, nó vào lòng mạch, tuần hoàn của mẹ, nó vào tuần hoàn của bà mẹ. À, tức là mình làm sao tổn thương đến bà mẹ đó, tổn thương những cái mạch máu của bà mẹ đó, thì khi đó nước ối nó có thể tràn vào mạch máu của bà mẹ gây thuyên tắc ối. Thì cái pH máu da đầu mình chỉ lấy máu của thai nhi thôi. Được không em? Dạ được rồi, con cảm ơn. Ừ, rồi. Các hỏi gì thêm không các em? Cô cho em hỏi là tại sao phải là pH của máu da đầu mà không phải da vùng khác đó con? À, có nhiều cái phương pháp để em thực chất thì mình có thể lấy máu ở tĩnh mạch của em bé đúng không? Để mình thử cái độ pH. Tại vì mình muốn biết có suy thai hay không, mình phải thử độ pH máu của trẻ. Mà bây giờ người ta không có tìm được cái phương pháp nào để thử độ pH hết. Nha, có thể lấy máu ở cuống rốn nè, tức là mình chọc một cái kim qua ngã thành bụng á, vào trong tử buồng tử cung, vào trong tử cung, xuyên qua tử cung, xuyên qua em bé, lấy ngay cái mạch máu rốn, lấy một lượng máu, thì làm cái đó lại phức tạp hơn, lại khó khăn hơn nữa. Nha, thì do đó thì chỉ có phương pháp là gì? Bây giờ cổ cung mở, nó chỉ đưa cái đầu nó ra, thì mình lấy máu ở đâu? Lấy máu ở da đầu. Dạ em hiểu rồi, em cảm ơn con. Cô ơi, cho em hỏi thêm một câu nữa là tiêm cái loại glucosamine nó là có tác dụng không con? Tiêm là gluco thì nó sẽ có tác dụng phụ là nó sẽ gây hạ đường huyết ở trẻ. Chỉ những trường hợp nào em thấy bà mẹ thật sự có thiếu đường, thiếu năng lượng, thiếu đường á thì mình mới truyền. Chứ đa số thì người ta chỉ ghi các phương pháp mình có thể sử dụng, đó là tiêm đường thôi ha. Là tức là mình đang cố gắng là làm gì, hồi sức cho bà mẹ, tức là cho bà mẹ thở oxy, hồng là cung cấp được oxy cho bà mẹ, tiêm đường để tạo năng lượng cho bà mẹ, vân vân đủ thứ hết. Nhưng mà đa số cái hồi sức đó thì hiện tại người ta nghiên cứu là cái hồi sức đó thường nó không hiệu quả cho lắm khi thực sự đã có suy thai. À, do đó thì thường bây giờ có một số nơi người ta làm hồi sức, nhưng một số nơi có thể người ta không làm, người ta sẽ xử trí luôn. Dạ, em cảm ơn cô. Rồi, em có hỏi gì khác không? Rồi, bây giờ có câu hỏi gì khác có thể ra đánh lên, đánh lên tin nhắn ra, rồi cuối giờ thì bạn lớp trưởng sẽ đọc lại, chị sẽ trả lời. Nếu còn thời gian thì sẽ trả lời cho các em. Bây giờ mình sẽ học tiếp nha, tại mình cũng còn nhiều bài á nha. Rồi sẽ trả lời sao. Rồi cái bài tiếp theo đó là chăm sóc trẻ sơ sinh sao sao. Rồi cái bài này nhanh lắm. Rồi nhìn trên slide ha, hành động đầu tiên sau khi trẻ sinh ra mình sẽ làm gì? A, kẹp cắt rốn. B, lau khô. C, hút nhớ. D, ghi tên bé. Rồi các em chọn đi. Rồi sau đó thì ba lớp trưởng đọc cái số đông các bạn chọn là cái gì. Dạ, mấy slide. Ủa sao kỳ vậy? Thấy chưa? Cô đang chiếu cái câu hỏi của cô. Chưa cô ơi. À, đợi chị. Đợi chị.
Em có thấy được cái slide mới không? Dạ chưa. Đây là một màn hình đen. Màn hình đen hả? À, thấy chưa?